Nghệ sĩ lo lắng trước thông tin sức khỏe của Phi Nhung chuyển biến xấu. Hiện tại, diễn biến bệnh tình của Phi Nhung khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Mọi người đều cầu mong cho nữ ca sĩ bình an, vượt qua bão bệnh. Đêm qua rạng sáng nay, 23 tháng 9, mạng xã hội xôn xao trước thông tin liên quan đến bệnh tình của Phi Nhung. Nhiều trang tin hội nhóm liên tục chia sẻ về sự việc, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, đặc biệt dòng trạng thái của ca sĩ TC Phương Trinh đăng tải về giọng ca trách ai vô tình, khiến nhiều người hâm mộ hoang mang. Trước sự việc này, hàng loạt các nghệ sĩ khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, gửi lời nhắn nhủ đến Phi Nhung. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, tình hình sức khỏe của Phi Nhung vẫn đang chuyển biến khá phức tạp và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng thể hiện sự lo lắng cho người tình sân khấu khi hay tin tình trạng sức khỏe của cô không tốt. Nam ca sĩ tâm sự, còn nước còn tát, chúng ta vẫn phải hy vọng. Song song đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Tố My gửi lời động viên đến Phi Nhung, mong tình hình sức khỏe của đàn chị sớm tiến triển tích cực. Chị Phi Nhung là người gợi ý, chỉ dạy tôi hát ca khúc Phải Lòng Người Con Gái Bến Tre của nhạc sĩ Phan Ni Tấn trong cuộc thi solo cùng Bolero. Hôm livestream hát lại ca khúc này, tôi thấy nghẹn ngào và thương chị quá. Xin đại gia đình Facebook phải cầu nguyện cho chị mau khỏe mạnh và sớm hồi phục trở về cùng chúng ta nhé mọi người. Tố My xúc động chia sẻ. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nghẹn ngào bày tỏ, cầu nguyện cho chị ấy, cố lên Phi Nhung ơi. Ca sĩ Quang Hà viết, thương quá, cầu mong vạn lần cho Phi Nhung mau qua khỏi kiếp nạn này, cố lên nào chị Nhung ơi. Song song đó, nghệ sĩ Hồng Dân, diễn viên Kali và ca sĩ Thúy Dân cũng nhắn gửi lời cầu chúc đến người đồng nghiệp thân thiết. Ngoài ra, người mẫu Đức Tiến và nhiều nghệ sĩ hải ngoại còn tích cực kêu gọi khán giả cầu nguyện cho giọng ca con gái của mẹ sớm hồi phục. Bên cạnh sự động viên của đồng nghiệp, Phi Nhung còn nhận được sự yêu thương của khán giả. Một số tài khoản chia sẻ, cầu trời Phật phù hộ cho Phi Nhung mau hết bệnh, bình an, mạnh khỏe. Mình vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày Phi Nhung sẽ khỏe và về với các con. Nguyện cho Phi Nhung mau bình phục, mong mọi điều tốt lành đến với Phi Nhung.